Hướng dẫn vận hành máy khoan nằm. Bước 1: Chuẩn bị. Kiểm tra máy, công tác. Chuẩn bị cỡ dập, kiểm tra mũi khoan. Bước 2: Bật máy. Xoay công tắc màu xanh qua phải khởi động nguồn. Xoay công tắc đen bên phải khởi động mô tô. Bước 3: Vận hành. Chọn chế độ khoan, cho phôi vào cỡ, đạp ben giữ và khoan. Bước 4. Tắt máy. Xoay công tác màu xanh qua trái. Chú ý, không được đặt tay giữ phôi dưới ben. Phải làm cữ dập giữ phôi. Tập trung làm việc và vận hành đúng quy trình an toàn. Sắp xếp gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc. Cảm ơn bạn vì đã đồng hành cùng Mê Công.